Thông tin từ cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 sáng ngày 3 tháng 6, 111 ca là đối tượng F1 cách ly tập trung đã chuyển thành F0. Đáng chú ý, chỉ tính riêng từ ngày 1 tháng 6 đến nay đã ghi nhận 14 ca mắc là F1 chuyển thành F0 và 2 ca mắc là nhân viên y tế. 14 ca này ghi nhận tại các khu cách ly tập trung gồm Trường Cao đẳng Đường sắt 1, Khu nhà ở Tứ Hiệp 2, Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam Hàn Quốc 2, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội 2, Khu ký túc xá Trường Đại học FPT 2, Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô 5. 2 ca mắc là nhân viên y tế tại Bệnh viện Thanh Nhàn mắc bệnh trong quá trình điều trị trực tiếp người bệnh COVID-19. Sau khi ghi nhận nhiều trường hợp F1 chuyển thành F0, thành phố Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho gần 2.500 người. Toàn bộ số ca mắc mới đều nằm trong khu cách ly tập trung, cho thấy tỷ lệ lây nhiễm trong khu cách ly tập trung có xu hướng tăng. Ban chỉ đạo thành phố nhận định, thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới tại khu cách ly tập trung, cơ sở điều trị và cả cộng đồng. Vì vậy, tiếp tục thần tốc truy vết F1, siết chặt quản lý các khu cách ly tập trung, đặc biệt cách ly F1 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống dịch của Hà Nội lúc này. Đồng thời thực hiện giãn cách, sàng lọc F1 và tiếp tục mở rộng thành lập các khu cách ly tập trung để tránh lây nhiễm chéo. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ người lao động từ các vùng giáp tranh với Bắc Ninh, Bắc Giang, khu vực có nhiều chuyên gia nước ngoài.